và chào mừng em quay trở lại với Thế Audio ạ. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay tiếp tục các series giảm giá cho các bác, thì ngày hôm nay em còn một mẫu đẩy 4 kênh đến từ ETC Pro Audio có mã là D1200 và chính thức là như video này nhá. Em sẽ giảm giá sập sàn cho các bác với một mức giá em cam kết giá tốt nhất thị trường hiện nay. Rất là mong muốn các bác đang theo dõi video nhá, các bác hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nhá. Các bác chưa like video, rất là mong muốn anh em bỏ giá 3 giây cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Loa. Và đây em xin phép giới thiệu chi tiết về mẫu đẩy ETC D1200 với công suất của nó là 1200W một kênh. Và với 1200W một kênh thì các bác mỗi kênh này anh em có thể đánh ghép cho các bác, anh em dùng gia đình ghép 1:30, hai kênh là 2:30. Kênh thứ ba anh em dùng loa center và kênh thứ anh em đánh súp hơi 50, còn 100 đánh cực kỳ là khỏe luôn. Còn các bác dùng sự kiện thì mỗi kênh này anh em đánh một chiếc loa 40 còn 100 hoặc là một đôi loa 40 còn 76 và hai kênh còn lại anh em có thể ghép súp đơn 50 còn 100 đánh cực kỳ là khỏe và uy lực cho các bác. Và đặc biệt phiên bản này phiên bản cao cấp, rất nhiều tính năng mới nâng cấp được trang bị trên chiếc đẩy này và em sẽ giới thiệu cho các bác. Đây, đầu tiên các bác có thể thấy này, với một màn hình LED hiển thị cho anh em là hiển thị đầy đủ các cái thông số, ví dụ như là của từng kênh này. Đấy, đây là công suất của từng kênh. 1 2 3 4. 4 tín hiệu đầu vào 1 2 3 4 này, đèn sẽ nháy theo tín hiệu nhạc, anh em cho to sẽ nháy cao, còn cho nhỏ thì sẽ nháy thấp. Và hai bên sẽ báo nhiệt độ của từng vế, CS1, CS2 và CS3, CS4 cũng như là tốc độ quạt gió. Đấy. Nếu mà nhiệt độ cao thì tốc độ quạt gió sẽ tăng và nhiệt độ thấp tốc độ quạt gió sẽ giảm. Đấy, rất là tự động. Đây là tự động hết cho anh em nhá. Màn hình LED hiển thị rất là chi tiết. Và mặt trước của nó đây có hai quai sách hai bên này. Sách rất tiện dụng và tai bắt tủ âm thanh. Các bác đi làm sự kiện thì có thể là bắt trực tiếp tai vào tủ âm thanh luôn. Và sẽ quay cho em đằng sau, trước khi là giới thiệu nội thất quay đằng sau cho các bác trước nhá. Đây, sẽ báo giá cực kỳ tốt ở cuối video. Đấy thì các bác sẽ theo dõi kỹ giúp em nhá, tránh trường hợp hỏi đi hỏi lại ạ. Và đây là mặt sau những chiếc đẩy ETC D1200. 4 tín hiệu đầu vào này, 1 2 3 4, 4 đường link, 1 2 3 4. Các bác có thể link từ cục đẩy này sang cục đẩy khác hoặc là link từ 1 sang 3 và 2 sang 4. Đấy. Và đây là 4 cầu giao loa, 1 2 3 4, cũng như là có 4 jack lưu trích. Anh em thể đấu trực tiếp cầu giao loa, jack lưu trích đều được. Và hai bên sẽ là hai cái hệ thống quạt gió làm mát. Đấy, chạy rất là khỏe và êm ái. Và các chế độ đánh các bác có thể nhìn thấy ở đây, chế độ Bright này, Sitel này, Barrel này, đây bên này cũng vậy, Bright, Sitel, Barrel. Và các cái cấu hình đây, cấu hình trở kháng của loa, các bạn không từ chọn từ 0.775 đến 1.44V. Đấy, tiếp tục nhá. Giới thiệu cho anh em nội thất khủng. Đấy, nội thất thì quá là khủng luôn. Và tí nữa em sẽ báo giá cực kỳ sốc ở video này. Thì rất là mong muốn các bạn nào chưa like thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like đi ạ. Anh em bỏ ra 3 giây hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like và một đăng ký kênh nhá. Và đây là nội thất của những chiếc đẩy D1200 với một nguồn đồng đây, một nguồn đồng size 22 rất là lớn đây. Đấy, kết hợp với nó là con này là phiên bản nâng cấp, sẽ nâng cấp từ 16 tụ lọc nguồn lên 24 tụ. Anh em có thể đếm này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 tụ cho 4 kênh nên rất là khỏe. Điện áp một nguồn size 22 kết hợp với 24 tụ thì điện áp cung cấp cho mạch công suất cực kỳ là khỏe luôn ạ. Và hệ thống mạch công suất thì bác có thể nhìn thấy ở đây, hoàn toàn chạy bằng sò trường LJWK và tổng số của nó là 80 sò trường LJWK cả bù áp anh em nhé. Đấy, 80 sò thì chạy rất là khỏe luôn cho các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở đây, hệ thống hoàn toàn là sò trường LJWK, có bù áp của từng kênh. Đấy, từng kênh đều có bù áp. Đấy, bên này cũng vậy, soi cực kỳ chi tiết cho các bác. Và đây là em nói đây là phiên bản mới và sẽ được bảo hành cho em 1 năm, hàng mới nguyên hộp bảo hành 1 năm cho các bác. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Và phiên bản cao cấp này sẽ trang bị cho anh em đây, với thiết kế mạch của nó là thiết kế mạch CLH. Đấy, nên là đảm bảo là đánh uy lực cũng nên là bền và rất là ít lỗi vặt. Anh em nhớ, anh em lên mua những chiếc đẩy thiết kế mạch CLH này rất ít là bị lỗi vặt. Đấy, dòng thiết kế CLH nó là dòng tối ưu của những dòng đẩy nên rất rất là hay luôn, cực kỳ khỏe. Và đặc biệt phiên bản nâng cấp này nó sẽ có các cái rơ le ở đây. Anh nhìn thấy cái rơ le chống cháy à, của từng kênh. Đấy, chống cháy, chống chập dây loa đấy ạ, của từng kênh luôn. Đây, soi rất kỹ cho các bác để các bác nhìn thấy, đây là phiên bản cao cấp. Đấy, từng kênh đều có rơ le, kể cả nguồn này cũng có rơ le chống cháy này. Đấy, phiên bản cực kỳ cao cấp, có tem mác đầy đủ của ETC, hàng mới nguyên hộp, sẽ bảo hành cho các bác 1 năm. Đấy nhá, và đây em sẽ để xuống và test lại cho các bác nghe thử tí chất âm, xem cái độ uy lực và độ sáng tiếng ở chiếc đẩy này để anh em nghe và cảm nhận thử nhá. Các bác nào có tai nghe thì đeo tai nghe vào để nghe thử.
Hiện tại là em đang đánh là set 1, set 2 cũng như là một đôi 30 nên chỉ khoảng nửa công suất thôi là đánh cực kỳ căng luôn. Đây anh em có thể nghe này. Đấy, chỉ nửa công suất rồi, rất là căng luôn rồi. Là căng luôn cho các bác. Và đặc biệt nhá, như đầu video em có nói rồi, em sẽ giảm giá 2 chiếc này. Video này em sẽ giảm giá 2 chiếc cho các bác với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Anh em mua ở ngoài kia nhá, chiếc đẩy ETC D1200 này giá ngoài kia đang bán cho các bác và anh em không hề rẻ. Thật sự anh em không hề rẻ đâu ạ. Ngoài kia hơn 10 triệu nhưng đến với Thanh Euro nhá, đặc biệt em sẽ giảm giá, video này em sẽ giảm giá cho các bác 2 chiếc duy nhất với một mức giá là 6.100.000 và bên em sẽ bao ship cho anh em cộng cho em là 4 giá calon nhận hàng kiểm tra trước khi đánh đoán. 6.100.000 một chiếc đẩy 4 kênh với công suất là 1.200W một kênh. Và đặc biệt phiên bản này phiên bản nâng cấp có màn hình nét hiển thị này cũng như là nội thất thì quá là khủng luôn. Đây nội thất quá khủng. Và hàng là hàng mới bảo hành 1 năm cho các bác nhá. Hàng mới bảo hành 1 năm. Đấy, 6.100.000 và bao ship tặng 4 giá calon nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán. Em mua hàng có thể nhanh tay nhắn tin cho em. Chốt đẩy D1200 nhá. Chốt đẩy D1200 trực tiếp số là em sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác. Đấy, giá rất là tốt, hàng chất lượng thì rất mong muốn. Các bác đang theo dõi thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simonite. Các bác nào chưa like thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em Simonite nhá. Cảm ơn các bác và em rất là nhiều ạ. Hẹn anh em ở các video tiếp theo từ Thanh Euro ạ.